Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang có mặt tại 494 Nguyễn Văn Quá, phường 12 nha các bạn. Mình sẽ quay review cho các bạn xem một xe lưu động cắt tóc từ thiện của Barber Shop tổ chức nha các bạn. Này là một xe hớt tóc lưu động đầu tiên có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây, hiện tại mình đang quay là xe cắt tóc lưu động các bạn. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên khai trương của xe cắt tóc lưu động này các bạn. Và đặc biệt là xe cắt tóc này lưu động này là sẽ đi khắp 64 tỉnh thành luôn nha các bạn. Để lưu động hết từ thiện miễn phí cho tất cả những người mà nghèo rồi hay là chị em rồi này kia thì đều tất cả đều làm miễn phí hơn nha các bạn. Vậy hiện tại là Barber Shop là một trong những tiệm tóc mà lớn ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn, đang có rất nhiều chi nhánh ở khắp các tỉnh thành, ở khắp các quận của thành phố nha các bạn. Và trong buổi hôm nay cũng có sự hiện diện của Lê Dương Bảo Lâm với anh Đức luôn nha các bạn. Đó, như mình quay cho các bạn xem nha. Đó, có anh Đức và Lê Dương Bảo Lâm luôn. Mình sẽ đến lại gần hơn, mình quay cho các bạn xem nha. Hệ thống Barber Shop là một hệ thống tóc rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Tất cả nhân viên ở đây đều mặc chung đồng phục hết, chung trông rất là đẹp luôn. Tóc lưu động này nhìn trông rất là đẹp và rất là sang trọng nha các bạn. Còn đây là một chi nhánh của Barber Shop tại quận 12 nha các bạn. Và hiện tại thì mình đang có mặt ở trước chuyến xe lưu động của Barber Shop nha các bạn. Số điện thoại là 0978 70 700. Có chi nhánh là lưu động nha các bạn. Và chiếc xe này hiện tại thì đang rất là đặc biệt luôn. Mình sẽ tiến vào gần sát, mình sẽ quay review trong nội thất của trong chiếc xe lưu động này nó như thế nào cho các bạn xem nhé. Hiện tại đây là mặt sau của chiếc xe các bạn, nhìn rất là đẹp luôn, rất là sang trọng. Mình sẽ tiến lại gần, mình sẽ quay review cho các bạn xem nha. Hiện tại thì trên xe lưu động thì sẽ có một thùng đựng tiền nha các bạn. Đây là thùng tiền từ thiện nha các bạn. Mình quay cho các bạn xem nha. Và hiện tại thì mình đang có mặt bên trong của chiếc xe hớt tóc lưu động nha các bạn. Và đây là tất cả nội thất bên trong của chiếc xe lưu động. Nó trông giống như một căn phòng thu nhỏ nha các bạn, nhìn rất là sang trọng luôn. Hiện tại bên trong căn phòng này thì có hai ghế hớt tóc nam nha các bạn. Và có trang bị đầy đủ máy lạnh. Nói chung là mình bước vào trong căn phòng này thì mình cảm thấy rất là mát mẻ và rất là thoải mái luôn.
Và đây nha các bạn, đây là cái thùng quỹ từ thiện nha các bạn, là hớt những tóc cho những người nghèo và những trẻ em rồi sẽ không lấy tiền mà sẽ tùy lòng hảo tâm mà bỏ vào cái thùng này, và tất cả số tiền đó sẽ được làm từ thiện nha các bạn. Mình nhìn vào căn phòng này, mình cảm giác thấy rất là thoải mái luôn, tại vì nó được thiết kế trông rất là đẹp mắt. Đây đúng là một chuyến xe đầu tiên có mặt ở Việt Nam luôn nha các bạn, cho nên nhìn rất là độc và lạ luôn. Và đặc biệt là nhân viên của tiệm là tóc là rất là nhiệt tình luôn nha các bạn. Nói chung là ở đây là phục vụ rất là chu đáo luôn á, coi khách hàng như là thượng đế. Cho nên những khách hàng nào mà vào để tiệm để cắt tóc thì đều cảm thấy rất là hài lòng với cách phục vụ, và những cái sai tóc ở đây cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Barber Shop là một trong những xe cắt tóc lưu động đầu tiên có mặt tại Việt Nam nha các bạn. Và hôm nay là cũng là ngày đầu tiên khai trương xe lưu động Barber Shop. Và đặc biệt của xe lưu động Barber Shop này là xe sẽ chạy lưu động khắp các 64 tỉnh thành luôn nha các bạn. Sẽ đi đến mỗi tỉnh thành và sẽ dừng lại ở đó trong vòng khoảng là 1 tuần đến 2 tuần để cắt tóc nha các bạn. Và tất cả tiền cắt tóc là hiện tại thì giá của một đợt cắt tóc là 60.000 nha các bạn, và toàn bộ số tiền này sẽ dùng vào làm từ thiện. Và đặc biệt là xe Baby Shop sẽ lưu động ở các tỉnh thành và sẽ hớt miễn phí cho tất cả những người nghèo và chị em nha các bạn. Và hệ thống Baby Shop là một trong một những hệ thống cắt tóc rất là lớn và rất là sang trọng luôn các bạn. Và hiện tại đang có một chi nhánh tại 494 Nguyễn Văn Quá, phường 12 nha các bạn, phường 12 nha các bạn. Bây giờ hiện tại là có sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm và diễn viên Anh Đức cũng đến trong buổi ngày khai trương này nha các bạn. Đó, các bạn đã xem. Xe tải lại rồi Lâm ơi, xe cần cẩu lại. Ôi trời. Xe cẩu bắt em. Tới bắt em liệt nè. Bắt em vô. Biển rộng sông dài, yêu đức sinh nguyện xây lâu đài đợi luôn. Trời ơi, lòng nguyện Nghiêm, anh Nghiêm lận nha, cảm ơn em. Cho tắt điện rồi. Cấp điện nè. Người cấp điện nè. Cấp điện hả? Nước lượng mặt trời gì mà cấp? Không, đang sạc cái bình anh ơi. Xài hai điện rồi. Ở đây rất là nhiều bình. Đó, 4 bình lận.
không sợ gì hết. Chưa? Vậy con đừng có dụ anh nha. Dễ thương quá. À, sao nóng quá vậy? Bật máy lạnh nha. Từ từ anh. Trời ơi, chứ cái duyên quá à. Từ quá không chứ. Uống sao? Trăng lên đỉnh núi trăng mờ, em còn đi học đến giờ được không? Hay quá ha. Hay quá à. Ông trời tạo ra địa chấn, anh Đức Rổ là điểm nhấn. Trời ơi, có duyên luôn nha. Duyên mày. Duyên luôn nha. Duyên luôn. Nói đâu sai đâu, đâu dám cãi đâu. Cảm ơn Hồng Phúc nè, mọi người suy nghĩ câu này hay, tôi đọc lên coi, suy nghĩ coi, ngục phụ coi. Nhà em ở Mỹ, anh Đức cũng muốn làm tri kỷ với em không kìa. Trời ơi, hay vậy. Duyên luôn nha, Nhi Trần nha. Và hiện tại thì đang có Lê Dương Bảo Lâm và anh Đức đang cùng với Barbie Shop trải nghiệm trên chuyến xe tóc lưu động này nha các bạn. Cả hai anh đều cảm thấy rất là hài lòng sau khi trải nghiệm cùng với Barbie Shop, vừa phong cách phục vụ và tất cả những xài tóc ở đây đều rất là ok nha các bạn. Và bạn nào nếu có nhu cầu muốn trải nghiệm cùng Barbie Shop trên chiếc xe lưu động thì hãy đến 494 Lê Văn Hóa, phường 12 nha. Và bây giờ mình cũng xin tạm dừng và kết thúc video ở đây. Xin chào tất cả các bạn nha. Và tất cả các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Và xin chào tạm biệt. Everybody shake it, baby.
Everybody shake it, baby.